12. Thưa bác, cho con hỏi câu này rất là đặc biệt, mà trước đây con đi hỏi rất nhiều thầy danh tiếng nhưng không thầy nào trả lời cho con thỏa mãn. Vậy con đem câu hỏi này con hỏi bác, xin bác giải thích rõ cho con. Câu hỏi của con như sau: lý do gì mà con ngồi thiền độ 20 phút thì con nghe rất là vui? Xin bác cho con biết lý do. Con phải biết á, mình sống trên trái đất này gọi là sống trên trái đất vật lý âm dương. Con người mình cũng là âm dương. Trên đầu của mình nó có 10 cái lỗ hút âm. 10 lỗ hút âm để làm cái gì? Hút vô và đẩy ra. Mà trong cái đầu mình á, ở trước trán mình là 5 lỗ. Ở trước trán, ở trong cái tâm tinh á, giữa hai cái chân mày nè, nó có 5 lỗ. Vì thế mà Đức Phật Thích Ca ông dùng cái này người ta gọi là thiên nhãn, tôi quan sát, tôi quay, tôi biết được. Vì thế mà trong cái hình thường thường, Phật nó được phát cái hào quang ở chỗ này nè. Đó là 5 lỗ phát âm á. Nhưng mà ông phát là ông phát cái màu vàng, gọi là phát quang. Rồi ở trán, rồi ở trên đỉnh đầu, rồi hai bên trán. Ở trên đỉnh chẩm rồi thì chẩm mà đang hai bên là trán, là thái dương chẩm, nó tất cả là 10 lỗ hút âm. 10 lỗ hút âm này nếu mà trường hợp mà con ngồi thiền mà con mong, mà nếu mà con người là âm 5 phút sau con mơ mộng con thấy liền. Ai của hồ nhập vô cho con. Vì thế mà 10 cái lỗ này là dành cho thập loại của hồ nó đưa vào cho người. Vì thế mà tất cả những người tu mà thấy này thấy kia là nó do cái 10 cái lỗ hút âm này. Đức Phật phát quang ra cũng là 10 cái lỗ hút âm này. Thánh phát âm, nên nhớ là thánh cũng phát lỗ hút âm này, chứ không ai, thần cũng vậy, có hồn cũng vậy luôn. Vì thế mà con ngồi, con cái tần số mà người nào mà âm mà mê cái này, trong vòng 5 phút nó ra. Cái chuyện đơn giản bây giờ, vì thế mà thiền tông ra đời nó mới giải mã toàn bộ những cái thế giới vô hình và cái thế giới hiển linh. Đó, cái chỗ đó đó. Tại vì con á, mơ mộng ngồi thiền mà mơ mộng thì 10 lỗ hút âm này sẽ nở ra hết. Giống như cái nhà con á, mà con đóng cửa kính không vô được, mà con chỉ mở hí nó chui vô liền. Tại sao? Tại con mời nó vô, con thích nè, con thích tôi thấy cái này thế này. Vừa rồi con thấy nè, có nhiều người ông ngồi họ lên núi không ngồi cái thấy này phát quang nó thành Phật, thành này là do cái này. Phật nào ở đây? Ông Phật Thích Ca cũng không dám thành ở đây chứ, mà lên đến cõi đâu đủ sức thành để nó. Chứ giá mà ông Thích Ca vô xuống ở trái đất này thành không? Thành mấy ông nội kia vô hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Thưa bác,